Hello, welcome to Khắc Công TV. Khắc Công xin chào các bạn. Hôm nay Khắc Công sẽ hướng dẫn các bạn trở thành người đàn ông Việt Nam đích thực. Bạn xấu cũng được, đẹp cũng được, cao cũng được, thấp cũng được, to cũng được, gầy cũng được, thơm được, hôi được, đen được, trắng được, bề ngoài sao cũng được. Nhưng mà bạn phải có người yêu, phải có bạn gái. Quan trọng là phải lấy vợ. Quan trọng nhất là phải sinh con để cái, để nối dõi dân tộc Việt Nam. Thế nhé. Bye.